ประมาณนั้นI'm not sure if you're going to be able to do that.
nó học rất là nhiều, nhưng mà nó có hai, cái nhóm chính. Cái nhóm kỹ thuật đầu tiên là làm sao mà phân tích trực tiếp được những các tác nhân gây bệnh. Thì ở trong cái phương pháp này, người ta sử dụng các cái đoạn dò, mà lai với cái bộ gen của các tác nhân vi sinh vật đó. Người ta sử dụng các đoạn dò lai với các cái bộ gen của các vi sinh vật đó, và cái đoạn dò này thì người ta đánh dấu bằng chất mà chúng ta có thể phát hiện được. Bạn có thể có đoạn dò đó, có thể có enzyme, có thể có chất sao rất nhiều, dùng các cái enzyme để dùng phản ứng với các hoạt động miễn dịch đó,
Đó đi. Nhiều khi kích thước nó
đi với leader nhưng mà nó chênh nhau một cái vài cái nút là cái chuyện khác nhau là bình thường. Thì đấy là phải giải trí được không? Đi ra mà dò gì? Đi một chữ thôi. Hả? Đúng rồi. Rai. Rai mở. Một. Đúng không? Nhờ nó đặt một mà em cứ đại lan. Mà nó không có đại bê. Đúng không? Hấp đại bê. Mà nhờ nó đặt một đặc hiệu cho đại bê mà em sẽ thấy hấp được là hấp đại bê. Chứ không phải như vậy khác. Vì lúc khác, đúng không? Như vậy thì tính đặc hiệu của phần pizza quyết định đó chính là đặc hiệu. Đoạn mồi là nó không có gắn chất phát hiện. Ngoài cái đó ra là... nghĩa là đoạn mồi thì hồi lúc đầu sẽ đẹp, nó sẽ bị cắt đứt ra ngoài, nó không đi theo ra suốt ra ngoài cái quá trình con kết quả luôn. Còn đặc biệt là đoạn giò thì nó đi theo để cắt. Bây giờ chúng ta phân biệt giữa này pizza định lượng và giải trình tự. Đừng có nói giải trình tự vội, bây giờ chúng ta chỉ mới nói pizza nha, chứ đừng có nói. Và khi mà em giải trình tự thì lúc đó em đưa vào cái chương trình của nó, em sợ thì em ấy thì những cái đoạn đầu thì nó dễ bị mất đi, trong đó có cái đoạn mồi thì mình không nói cái đó. Mình đang nói là pizza, tại vì nền tảng cơ bản là pizza, đúng không? Còn từ đó sau đó các cái biến thiên khác thì nói đến nhiều chuyện khác. Còn bây giờ nền tảng là pizza, mà pizza là chúng ta quyết đại đoạn DNA mà chúng ta mong muốn, chứ không phải là một lúc, đúng không? Mà mong muốn thì cái độ đặc biệt của nó của phần pizza đó chính là cái đoạn mồi. Và cái đoạn mồi đó em thiết kế ra nó dựa trên theo cái nguyên tắc của Sigma dựa trên diện tích, đúng không? Và em phải tìm một cái vùng nào của con vi khuẩn lao, tại vì vi khuẩn lao như vậy nó là trong gen HPV, nó bao nhiêu là gen. Bây giờ chọn đoạn nào thì cái đó là chúng ta cũng dựa trên ý kiến của bạn, là dựa trên cái vùng mà nó bảo tồn cho tất cả các trường tiếp của các bệnh nhân đó để chúng ta thiết kế cho đoạn mồi. Nhiều khi trên các báo thế giới họ cho cái đoạn mồi đó chúng ta cũng làm y chang như vậy nhưng mà nó không lên, hoặc là cái độ cái băng nó không đẹp, hoặc nó lên nhiều cái băng tùm lum thì không được. Thì lúc đấy chúng ta phải thiết kế là mình có những các cái chương trình học sinh học từ cũng dạy cho mình là thiết kế tuy nhiên chúng ta làm bệnh viện thì nó trừ khi chúng ta làm nghiên cứu, chứ còn chúng ta làm bệnh viện là chúng ta chỉ làm cái nào mà thực hành có sẵn an toàn, tránh được chuyện quan nhiễm thế thôi. Chứ còn khi mà làm trong nghiên cứu là chương trình đại học thì cứ dùng cũng phải design ra từ phải optimize thiết kế tối ưu hóa thiết kế của mình là đúng không? Thế thì đây chúng ta chỉ cần hai cái đoạn mồi thôi, chúng ta có thể khuếch đại lên từ một cái bản gốc ban đầu nó lên hàng tỷ các bản sao giống y như bản đích bản gốc ban đầu. Trước đây khi mà chúng ta trước cái năm mà pizza ra đời, chúng ta muốn cắt gen, thao tác trên gen cắt gen, chúng ta phải nuôi cấy vi khuẩn, nuôi cấy phải có thể vài ngày, có thể vài tuần, có thể tháng, các bạn rất là các bạn. Sau đó chúng ta có một số lượng rất là nhiều rồi, chúng ta bộc lộ một gen của nó, chúng ta dùng các công cụ cắt gen để chúng ta thao tác. Nhưng mà rất tốn thời gian. Còn bây giờ pizza chỉ trong một thời gian ngắn thì từ một bản gốc ban đầu bây giờ nó lên hàng tỷ bản sao. Và nếu hàng tỷ bản sao thì chúng ta phát hiện rất là dễ, đúng không? Như vậy thì đối với pizza thì chúng ta dựa vào kích thước đoạn gen mà chúng ta thiết kế các hai cái đoạn mồi, hai đầu mồi chúng ta có cái đoạn kích thước ở giữa chúng ta hiện gì ra, nhưng mà cái độ đặc hiệu của nó không tốt nha. Mà nếu trong những trường hợp tiếp theo người ta làm nghiên cứu, người ta phải có những cái đoạn giò để phát hiện chính xác cái đoạn giò đó bắt những cái đoạn gen đó, chúng ta dùng cái đoạn giò đó để phát hiện cái tác nhân, thì lúc đó nó mới được chứng minh là đúng đó chính là tác nhân chúng ta muốn làm gì. Thế thì đây này, chúng ta tưởng tượng đi, cái này chắc cô Thảo chắc dạy rồi. Tức là đây là bộ gen người giống như một cái rừng Amazon đó.
bây giờ chúng ta muốn đi tìm một cái cây X trong cái rừng này thì có thể cả cuộc đời ta cũng chẳng tìm được. À, đi được vài ngày, đi được vài tháng, vài tuần mà không có đồ ăn thì chết đẹp, đúng không? Thì cái bộ gen của chúng ta cũng rất rối như vậy. Tuy nhiên bây giờ với phương pháp PCR chúng ta chỉ cần khuếch đại một đoạn 200-300 nu, tổng nu ở đây thôi, phản ứng ra liền, rất đơn giản. Như vậy thì đó chính là cuộc cách mạng đó. Và chính cuộc cách mạng này nó không chỉ xác lập thêm ở trong y học mà còn nhiều lĩnh vực khác nữa. Cho nên là năm 1993 là chúng ta được giải Nobel như vậy. Là tại vì cái tính ứng dụng của nó cực kỳ cao. Và chúng ta tưởng tượng rằng là cái phản ứng PCR của chúng ta rất đơn giản, là giống như là người ta gọi là PCR copy. Giống như máy photocopy đây, chúng ta để vào giấy nào đầu tiên là thành các cái máy trong tòa nhà công nghiệp to, bây giờ nó trở thành cái máy đơn giản rất là gọn gàng. Sau đây là sau khi mà PCR phát hiện ra rồi, nhưng mà nếu dựa trên kích thước thì không đảm bảo chắc chắn đó chính là tác nhân mình mới phát hiện. Nha. Và muốn mà rõ hơn nữa thì người ta phải làm cái phản ứng là lai phân tử. Trong cái lai phân tử này là cái đoạn dò để làm sao chứng minh được tác nhân bình thường lúc này đó chính là tác nhân nha. Nhưng mà đấy là chỉ bước đầu nghiên cứu thôi, còn về sau thì khi mà người ta nếu mà nghiên cứu đảm bảo được tác nhân
rồi. À, không phải sốt xuất huyết. Sốt huyết rồi. Rồi. Nhưng mà ai rồi nó không thể nào được bất chấp bất sợ thôi, không được làm sao được. Cho nên người ta phải làm một cái phản ứng tương tự giống như ở cái retrovirus đó, tức là người ta đưa sự chuyển nó tạo thành ADN, mà ADN này phải bổ sung với nó. Cho nên người ta gọi là không chỉ
chu kỳ. Chu kỳ dưỡng là gì? À, cái ngay tại cái ngưỡng đó mà mắt bi da bắt đầu lên. À. Tại đó thì tín hiệu bình quang nó khác. Nóc lên nghĩa là thế nào? À, bắt đầu có phản ứng tín hiệu. Không, phản ứng thì nó từ cái lúc mà bắt đầu có tín hiệu là từ ngay cái phản ứng số chu kỳ 1, chu kỳ 2 là bắt đầu là có tín hiệu đấy rồi. Nhưng mà tại sao nó không xuất hiện mà cho đến chu kỳ bao nhiêu nó xuất hiện? 22, 24. Thông thường là từ 15, 16 trở lên nó xuất hiện. Tại sao lúc đấy tính phương gốc mà không tính ở phía dưới? À, được rồi, làm vượt qua tín hiệu này. Tín hiệu này là đâu? Không, không.